Đức Hiền kính chào quý khách. Hiện nay là Đức Hiền vừa mới tiếp xong đoàn khách từ Ninh Hiệp về, và bây giờ chúng tôi trở lại với cái đề tài chính ngày hôm nay là muốn giới thiệu một khách quen là đang yêu cầu đánh giáp khẩn trương bộ bàn ghế gỗ mun để chuyển về cho anh. Thì hiện nay là chúng tôi đang nạo nhắm lại đấy để một số khách hàng rất là muốn xem là cái vân gỗ mun nó đẹp như thế thì nó thật hay là nó tạo ra như nào. Thì chúng tôi quý vị ở đây càng đẩy càng nạo ra thì vân càng đẹp. Thì tất cả đồ gỗ mun của đồ gỗ Đức Hiền đều được cam kết là vân thật 100% nguyên bản gốc của thiên nhiên, và cái vân gỗ nó đen trắng thì nó phôi vào nó cũng đen trắng. Đấy. Và đây là một cái bộ chọn vân đặc biệt, cho nên là cái phần vân gỗ quý vị quan sát từ tay đây. Từ tay lên đến cột đến trường là chỗ nào cũng vân trong vắt luôn. Đấy, kể cả trên cột chỗ nào cũng vân tuyệt vời hết. Và chúng tôi sẽ cái phần hoàn thiện chúng tôi sẽ là đánh giáp mộc rất nhẵn và giao mộc cho khách hàng. Và trong trường hợp chỗ nào quý khách nghi ngờ là vân không thật, ví dụ gọi là vẽ vân đi, quý khách cứ việc mang dao ra cạo thoải mái, sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và xin nhắc lại hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2016, và chúng tôi đang quay cái phần nạo nhẵn ghế gỗ mun theo yêu cầu của khách hàng. Và anh và đây đang quay ở phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi. Đây là tầng 1 khu A, đang có hai chiếc ghế ở đây. Chiếc ghế bên này, và cái bộ ghế này là bộ ghế chọn vân đặc sắc toàn diện, gọi là vân mun ra báo. Ghế này chức năng chính là ngồi, nhưng mà đôi khi còn một chức năng nữa, đấy là để là một tác phẩm nghệ thuật để ngắm, để chúng ta bình tĩnh chúng ta ngắm những cái mặt bàn, mặt ghế hay là các cái tay này. Không bao giờ cho ngắm hết được, vì cái hình dạng vân gỗ mun nó vô cùng đặc sắc và rất bất ngờ. Cứ như từ cây này chèn sang cây kia, chưa có một loại gỗ nào đi vân đặc biệt như thế này. Bên kia là khu B của chúng tôi, và bên này là khu A đây, 6 tầng đây. Còn đây là bức tranh khảm, chúng tôi đang làm bức tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ gụ. Bên trong này những người công nhân đang đánh giáp bộ ghế gỗ hương để chuẩn bị đưa vào hoàn thiện. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau.